Vâng, thế Coca hay Pepsi hả chị? Coca đi. Chai dạng lon. Chai đi. Có calo hay không calo? Bố mình nhịn lâu lắm rồi đi nhá. Không calo. Thế chị uống chai lớn hay chai nhỏ? Mày bị điên à? Thôi mày lắm chuyện quá. Đi mua thì chai nước lọc đi. Aqua hay Lavi hả chị? Aqua. Lạnh hay không lạnh? Mày có tiền tao uýnh mày sao không ạ? Hả? Em chỉ hỏi chị thôi mà, mua cho đúng ý chị còn gì. À, thế chị uýnh bằng tay hay bằng chổi? Mày đi xuống nhà ngay. Bây giờ hay lát nữa? Thì liền không tao giết mày bây giờ đấy. Giết bằng dao hay bằng dây? Tức thật đấy, thằng bố mắt nó cố tình như thế để mình không đi mua ấy mà. Mẹ đi đâu mà mua nhiều đồ thế? Mẹ mẹ cái mồm thôi. Mẹ đi mua bánh kẹo Tết đấy. Mày mà nói to ấy, bạn kiện đấy đấy. Nó lại đòi ăn. Tết nhà mình không có gì mà bày ra đâu. Cái này mẹ để con, mẹ yên tâm mà sẽ không ăn được một cái kẹo nào đâu nhá. Thôi giời, mẹ yên tâm. Mẹ đưa đây con cầm cho. Thôi rồi đấy, cầm đi. Đây, mẹ cầm đi, con thích rồi cho. Ảo thật đấy. Hả? Con này hôm nay ngoan nhở. Trời ơi, lần trời ơi. Bốn mắt ơi. Bốn mắt. Hả? Đi đâu rồi nhở, không có trong phòng à? Thôi vậy. Xin vĩnh biệt cụ. Đau quá. May gọi mình cũng được gì nhỉ. Đầu tiên hãy làm nóng sirop bắp và đường, rồi cho một thực phẩm yêu thích của các bạn vào. Tiếp theo là hãy chuẩn bị một vỏ tiết canh đánh răng được làm sạch, cho hỗn hợp vào bên trong tiết canh đánh răng, rồi để vào trong tủ lạnh trong vòng 30 phút nha. Ăn cái gì đấy cho em ăn. Hả? Với chị ăn gì đâu, chị ăn bánh răng đi. Rõ ràng thấy chị há mồm ra cắn mà, không lần này không thể nhầm được. Đây này, cái bánh răng này ngon không? Đây này, ăn đi. Ăn đi, ăn đi, ăn đi, ăn đi. Em bánh răng thì ai mà thèm ăn. Trời ơi. Suốt ngày ăn uống rồi. Hoa cả mắt rồi, đi ăn đi, chị đánh răng đi. Sao cả ngày hôm nay mẹ chẳng mua bánh kẹo gì ra. Chán quá. Ra rồi mẹ. Cháu lên đây ăn chứ không muốn. Đó lại biết được, nó lại xin mất. Quá. Mày ơi. Nhờ cái này chả thấy đâu nhỉ. Ôi chị May, đang làm gì ở trên này đấy? À chị á, chị hả? Chị quét trên này. Hả? Cái gì trên này đấy? Xanh xanh đỏ đỏ. Cái này là rác. Chị đang quét. Thôi thế, thế chổi đâu? Chổi kia kìa. Oh my god. Chị không tìm thấy cái chổi to nhà mình đâu nên chị phải lấy cái chổi này chị quét đấy. Có mùi bánh ở đâu ấy nhỉ? Mùi gì đâu, chắc là bên cạnh thôi. Ô, làm sao cái kẹp tóc hôm nay của chị lạ đấy. Bị mất một miếng mất này. Kiểu nó thế, em biết cái gì cả. Thôi, đi xuống nhà đi, nhà đi. Xuống đi. Ôi, ui. Xít nữa thì bị phát hiện. Có cái gì mà chị mây mê đấy nhỉ? Hả? Hoàn ức lắm đấy mà khóc. Làm bài đi.
chuẩn bị một hộp snack, sau đó khoét một lỗ bên dưới. Tiếp theo, bọc một lớp giấy ở bên ngoài, rồi cho kẹo vào bên trong. Cuối cùng, chúng ta chỉ việc đặt lớp giấy bên trên. Ta-da! Hả? Ảo thật đấy! Ăn gì đấy, thôi không cho em ăn với. Ăn cái gì mà ăn cái gì? Cái gì đâu mà ăn? Học đi! Rõ là em thấy chị nhai nhai ăn cái gì mà. Cho em đi. Bảo rồi không có. Học đi, anh học cái gì đâu, cũng chán mãi. Học đi, nhìn chị làm cái gì. Ừ. Tí mẹ lên kiểm tra mà không học xong dữ liệu hồn. Nè, ăn táo đi. Anh ăn hoa quả rồi, em chả thích ăn hoa táo chứ nào cả. Ăn hoa quả tốt cho sức khỏe nha, không ăn kẹo. Ăn kẹo đâu, kẹo của em đâu. Răng thì sâu gần hết rồi, nạc đòi ăn kẹo. Ăn táo đi. Sao chị ăn cả quả? Chị không ăn trong đĩa này nè. Chị thích ăn quả thôi. Ừ, đi. Lấy hết lõi bên trong, đổ kẹo vào. Sao răng chị đen thế, eo ơi, bẩn quá. Táo nó bị thối đi. Mẹ ơi, còn nhiều táo mà táo thối chị ăn làm gì, thôi chị vứt đi. Thôi, chị ăn đi này, em bón cho ăn này. Ngon lắm, táo này ngọt. Này người anh đừng quên, lần đầu tiên ta bước đến, mình đã chìm vào vùng trời yêu thương. No, oh, nếu lỡ mai đây vô tình thấy được nhau, hãy để cho tôi nói với anh lời chào. Nếu trái tim ta chung nỗi nhớ. Run. Sao chị nhìn thấy em mà chị chạy như ma đuổi thế? Em thấy chị cầm kẹo đang định lại xin chị mấy cái. Kẹo? Có kẹo ở đâu? Đây này, thấy chưa? Chị đang đi có việc cho hội mẹ. Em nhìn nhầm rồi. Em nhầm. Giúp mẹ ăn kẹo lắm nào, nhìn cái gì ra kẹo thôi. Nhầm á, sao mà nhầm được? Chị ngộ thóc đấy à? Chị vừa mới đi gảy la về xong đấy. Chị vừa bảo chị đi hộ mẹ xong bây giờ chị lại bảo là đi nhuộm tóc. Thế là chị đi đâu? Thôi, chị đi về nhà đây. Các bạn hãy chuẩn bị sô-cô-la trắng đun chảy và vỏ trứng khủng long. Sau đó hãy cho sô-cô-la trắng vào bên trong. Sau đó các bạn hãy lấy dây chun để cố lên các bạn. Rồi tính vào trong đá nhé. 15 minutes later. Đây rồi. May quá, vẫn còn nguyên. Ngon thật đấy. Chị Mây khoai tây đang ăn trứng, ăn cả vỏ ấy kìa. Chị Mây, chị đang ăn. Em đang thấy chị đang ăn quả trứng. Trứng này á? Ừ, chị ăn trứng này đây. Chị ăn lại em xem nào. Thế trứng này chị đã luộc lên hay gì chưa? Mà sao mà chị ăn như thế? Em nhìn như là trứng sô-cô-la ấy, đúng không? Nó có trứng nào sô-cô-la? Nope. Chị ăn trứng này đấy, ăn trứng như này mới đẹp da được. Không thể nào. Chả lẽ lại ăn như thế được. Thử đi. Chị ăn có vẻ ngon. Ăn được không?
Chả lẽ lần này mẹ mua nhầm phải trứng sô-cô-la?